Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình hãy góp từ trang Comarket Cup nhận 6.000 top cần booster các bạn. Thì chương trình hãy góp này nó sẽ random cho 500 người may mắn các bạn, chạy trên nền tảng của Hobie của Gen các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn cần đăng ký một cái tài khoản trên trang Comarket Cup các bạn. Sau khi có tài khoản trên trang Comarket Cup xong thì các bạn nhấp vào bao gạch, các bạn vào link sự kiện, các bạn login vào các bạn. Sau khi login vào thì các bạn bấm vào join group nữa các bạn. Thì mình cũng như các bạn thôi các bạn, làm hay group mình cũng có về gì đâu các bạn. Không phải những kèo random này mình cũng đang thấy mơ hồ luôn. Dòng đầu tiên thì up to wallet thì các bạn bấm vào một copy cái dòng chữ này các bạn. Các bạn sao chép giúp mình, các bạn qua bên trang Comarket Cup nữa các bạn. Các bạn dán vào các bạn. Các bạn tìm tên mã tôi cần đó. Tên này các bạn. Dòng thứ hai này các bạn. Rồi. Các bạn like cho nó một cái các bạn. Rồi, sau khi các bạn like lên xong các bạn nhấp vào đây nè, các bạn bấm vào một up to wallet nè. Rồi, các bạn bấm cho này gấp chứ các bạn. Sau này gấp nha các bạn. Rồi bấm vào add to wallet nè. Sao không được ta. Rồi các bạn bấm vào một add to wallet xong thu tiếp tục các bạn tham gia trên trang Telegram của Market Cap của nó các bạn. Các bạn xôn xao hay gấp nha các bạn. Cái máy của mình quá yếu các bạn, hết dung lượng. Tiếp tục các bạn join tiếp kênh Zalo nữa nha các bạn. Rồi các bạn bắt up nữa nè, hai kênh Telegram nè. Tiếp tục các bạn join tiếp kênh channel luôn nè, ba kênh như ta. Discord. Trên Discord thì các bạn chấp nhận là mờ thôi nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lại nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn follow Twitter account của nó. Trên Twitter nó bạn theo dõi nha các bạn, rồi bạn mới đắp lên nè. Follow Twitter. Tiếp tục các bạn follow ba kênh Twitter nữa nha các bạn. Tiếp tục các bạn follow kênh Heiko Chen nữa nè. Rồi các bạn vào đây Reweet Bot nữa nè. Rồi các bạn copy hashtag này từ chữ A cộng Booster qua swap tính Hubiku Chen các bạn. Các bạn like nè, các bạn chặn cho tweet nha các bạn. Các bạn tăng ba người bạn mình vào với hashtag nha các bạn. Rồi bạn bấm tweet lên. Sau khi tweet đi xong thì các bạn nhấp vào Twitter mình nha. Nhấp vào ba anh cùng nè, nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Các bạn bấm chia sẻ nha các bạn. Các bạn sao chép liên kết nè. Rồi bạn bấm up lên nè. Các bạn dán vào cái link tweet đây nè. Dòng đầu tiên thì các bạn dùng địa chỉ với Hubie của Chen nha các bạn. Rồi. Thì địa chỉ Hubie của Chen nó cũng tương tự như với của mình thôi các bạn. Rồi tiếp tục thì dòng tiếp theo thì các bạn điền là username Twitter của các bạn nha các bạn. Dòng tiếp theo thì các bạn điền username Telegram của các bạn đã xôn xao hay góp các bạn. Cộng anh 1, 2, 3, 4, 5. Rồi các bạn kiểm tra thông tin đầy đủ, bạn bấm mở ra chấp nhận điều khoản đó các bạn. Sao mà up to wallet không được ta. Máy mình nó dung lượng yếu các bạn. Rồi bấm show này rớt các bạn. Là xong nha các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 600 top cần. Ủa 6.000 top cần booster trên em YouTube các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.